Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và 27.7 Houston, Texas, cùng với Galaxy 19 trên toàn tế bào Hoa Kỳ và Canada. Xuân ngôn viên Lâm Hùng và Bảo Khanh xin đăng ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Hoàng tử Harry trở lại Vương quốc Anh để kỷ niệm 10 năm Invictus Games. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy cảnh sát và báo chí xung quanh nhà của Drake sau vụ nổ súng. Lính Hoa Kỳ bị bắt ở Nga vẫn tới Nga bất chấp lệnh cấm đi lại. Tháp Iguazu hùng vĩ dâng đầy nước sau mưa ở Brazil. Đụng độ nổ ra tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Hy Lạp. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay đã cho biết là Hoàng tử Harry đã trở lại Vương quốc Anh để kỷ niệm 10 năm Invictus Games. Hoàng tử Harry trở lại Anh quốc để tham dự một sự kiện vào hôm thứ Ba nhằm kỷ niệm 10 năm của Invictus Games, là sự kiện thể thao quốc tế do ông sáng lập dành cho các quân nhân bị thương trong chiến đấu. Người phát ngôn của ông Harry cho biết là ông sẽ không gặp cha của mình là vua Charles trong chuyến thăm Anh quốc hiện tại vì quốc vương sẽ quá bận rộn. Con trai út của vua Charles chỉ mới trở lại Anh quốc một vài lần kể từ khi ông và người vợ người Hoa Kỳ là Meghan đã từ chức chính thức trong hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Los Angeles, là nơi họ sống cùng hai đứa con nhỏ của mình. Và kể từ đó, họ đã trở nên xa cách với phần còn lại của hoàng gia. Và Harry đã được cho là hầu như không nói chuyện với anh trai của mình, là người thừa kế ngai vàng hoàng tử William. Chuyến đi công khai cuối cùng của hoàng tử Harry là vào tháng 2, khi anh thực hiện chuyến bay tới gặp cha của mình để đoàn tụ nhanh chóng sau khi cung điện Buckingham đã tiết lộ rằng vị vua 75 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin từ Canada. Cảnh quay từ máy bay không người lái đã cho thấy cảnh sát và báo chí xung quanh nhà của Drake sau vụ nổ súng. Cảnh sát đã cho biết một nhân viên bảo vệ đã bị thương nặng trong vụ xả súng tại biệt thự ở Toronto của rapper người Canada Drake vào sáng sớm ngày thứ Ba ngày 7 tháng 5 mà không xác nhận liệu người từng 5 lần đoạt giải Grammy có ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không. Cảnh sát quay trên nhà của Drake đã cho thấy sự hiện diện của cả cảnh sát và báo chí sau vụ việc. Thanh tra Paul Grossis đã nói với các phóng viên rằng cảnh sát đã được gọi tới hiện trường vụ nổ súng tại nhà của Drake vào khoảng 2 giờ sáng. Và khi đến nơi thì cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị vết thương do đạn bắn. Ông Grossis đã nói, tôi không thể xác nhận liệu Drake có ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đang liên lạc với nhóm của anh ấy và họ đang hợp tác. Và ông cũng còn cho biết thêm rằng nghi phạm đã xả súng và đã bị phát hiện cũng như là bỏ trốn ở trên một chiếc xe, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc và chưa xác định được động cơ. Lính Hoa Kỳ bị bắt ở Nga vẫn tới Nga bất chấp lệnh cấm đi lại. Ngũ giác đài vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 5 cho biết là một binh sĩ Hoa Kỳ bị giam giữ ở Nga đã đến đó trong một thời gian nghỉ phép bất chấp lệnh cấm của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Người lính này được quân đội xác định là trung sĩ Gordon Black, đã bị tòa án ở Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga bắt giữ vì tội trộm cắp. Văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ cũng cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba. Người phát ngôn của ngũ giác đài là Sabrina Saik đã nói với các phóng viên rằng Black là người nhập ngũ với tư cách là lính bộ binh vào năm 2008 và gần đây nhất đã được điều động đến trại Humphrey ở Hàn Quốc và chuẩn bị trở về Texas. Ông Said cũng cho biết là quân đội đã mở một cuộc điều tra hành chính về toàn cảnh, về hoàn cảnh của Black đến và bị Nga giam giữ. Kính mời quý vị quay sang phần tin từ Nam Mỹ. Thác
Iguazu vùng vĩ dâng đầy nước sau mưa lớn ở Brazil. Thác Iguazu hùng vĩ giáp biên giới với Brazil và Argentina đang chảy mạnh hơn sau những trận mưa dữ dội ở miền nam Brazil khiến cho lượng nước dâng cao. Theo truyền thông địa phương, lượng mưa từ thác cao gấp 3 lần tốc độ thông thường, từ 1,5 đến 3,6 triệu lít nước trên một giây. Sự gia tăng này là do những cơn mưa dọc theo sông Iguazu đã chảy vào công viên quốc gia của Iguazu, nơi mà có thác. Kính thưa quý vị, mưa chết người ở miền nam Brazil đã làm ngập lụt nhiều vùng rộng lớn trong khu vực, khiến hơn 90 người thiệt mạng và hơn 130 người mất tích. Thiệt hại trên diện rộng đã được báo cáo ở bang cực nam Rio Grande. Kính thưa quý vị, đụng độ nổ ra tại cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine ở Hy Lạp. Cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình trong cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine ở trung tâm Athens vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 5, một ngày sau khi quân đội của Israel tiến hành chiến dịch trên bộ và trên không tại một phần phía đông của Rafah ở dải Gaza. Hơn 300 người mang theo cờ của Palestine và biểu ngữ có dòng chữ "Bỏ tay Rafah" và biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội của thủ đô Hy Lạp. Antonis Davenelos là một người hưu trí 60 tuổi đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi đoàn kết ở đây và sẽ đáp lại bất cứ lúc nào người Palestine kêu gọi đoàn kết." Cảnh sát bạn đã bắn hơi cay để giải tán một nhóm nhỏ người biểu tình trèo lên cổng đại sứ quán Ai Cập đối diện với quốc hội, và các cuộc đụng độ đã diễn ra rất ngắn gọn. Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ băng tần của đài BCTV để tiếp tục theo dõi những phần tin vừa mới cập nhật ở phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.